sẻ anh em luôn. Với con gầm túc sừng này, ngày em sẽ tháo hết tất cả các cái bệ này xuống làm và kiểm tra cụ thể từng cái ốc cao su một, từng cái rô tin một lay lắc đâu vào đấy thì mới coi là cho một cái kết quả là sâu nhất và chuẩn nhất để làm một cái hệ thống gầm nhá. Các bác nhá, em là Sông Vô Mánh đây. Hôm nay là chia sẻ anh em là làm gầm con Hyundai Tucson của một bác khách. Con này nó là đời 2011-2012. Con này đi có hiện tượng là tròng trành, kêu và đánh lái nó không thật. Đấy, thì bác ấy đánh đến nhà em và nhờ em tư vấn, kiểm tra và sửa chữa cái hệ thống phần gầm. Bác này là xe chạy, bác lấy ở salon, bác chạy được 1 năm rồi và bây giờ nó phát sinh một số cái hiện tượng như thế. Thì hôm nay em chia sẻ anh em luôn. Trước mắt bên em trước khi làm em sẽ kiểm tra sơ bộ cùng với bác khách rồi, và bây giờ cũng lại kiểm tra sơ bộ lại để chia sẻ cùng anh em cách cái vấn đề cần làm và làm như thế nào để cho nó hết cái vấn đề đấy. Đi sang vào đây em. Con này thì là trước tiên em sẽ kiểm tra bốn quả lốp này đằng sau thì cũng có hiện tượng là hơi mòn, nhưng mà thôi, trước mắt là như thế đã. Và hệ thống bên phụ là cái trụ bụi láp nó đã có hiện tượng rách văng hết mỡ đây, anh em nhìn này. Đấy. Và quả rô tin trụ đứng nó rách hết rồi, anh em nhìn này, cái chỉ số an toàn nó gần như không cao. Đấy. Cái thứ hai là giảm sóc đây, bên này nó, em quay đây, nó đã có hiện tượng dập tâm bông, là coi như là nó yếu rồi nhá, chứ nó chưa chảy dầu nhưng mà nó yếu nhá anh em nhá. Đấy, nó yếu này đi nó cũng không được ngon. Thứ ba là tất cả những cái cục cao su nó nứt hết rồi. Đấy, chắc chắn là phải thay thế. Thứ tư cái má phanh tí nhá, em phải dỡ ra, cũng có hiện tượng mòn rồi các bạn nhá. Đấy, hiện tượng hơi mòn rồi. Đây em quay đằng sau đây, cái trụ bụi láp nó văng hết đây này, cái mỡ trụ bụi láp phải thay cái trụ bụi láp này nhá, nó văng hết ra. Đấy, nó hiện tượng rách. Thứ sáu là bên này, bên này thì tí kiểm tra em phải tháo ra, em kiểm tra cái hệ thống rô tin lái nhá, lái trong lái ngoài. Đấy, đằng gầm đằng trước thì về vấn đề cơ bản là nó như vậy, đằng sau này phức tạp hơn này anh em này. Đây, thứ nhất là cái cao su này nó đã rách rồi, cao su càng này anh em nhìn thấy chưa, là em chỉ được cái túi này rách. Thứ hai là những cái cao su này nó kém hết rồi, cao su ở đây này nó kem bờ này. Đấy, và những cái cao su này dỡ ra xem nó cái gì nó kém, nó hỏng. Quay lại sau em ơi. Đây anh em nhìn đây, không phải nói gì cả, anh em nhìn đây, nó nứt chưa. Đấy, những cái ốc cao su nó nứt hết rồi cả bên đây nhá, do lâu ngày biến chất nó sẽ sinh ra là dạn nứt và làm sai thông số của xe. Thì trước mắt em sẽ quay cho các bác một số cái nó gọi là nhìn thấy được, còn khi và một số cái mình sẽ phải tháo ra thực tế cụ thể mình lắc thì mới là chuẩn được. Đây anh em nhìn này, đấy, những cái cơ bản này anh em nhìn đấy. Với phương châm này của bác chủ cũng nói với em là làm tiết kiệm cho bác ấy, thì đấy, về cái lỗ sau này nó mòn nhá, anh em nhìn thấy không? Chạy trời mưa là sẽ có hiện tượng là láng, hơi láng xe nhá, kể cả làm ngon nữa không, kiểu gì cũng hơi láng xe. Hai lốp bên này mòn không đều trong, đấy, bên kia mòn hơn này, nó sẽ có cái hiện tượng hơi láng nhá anh em nhá. Đấy, cụ chủ này nếu mà có điều kiện thì thay hai quả lốp trước ngon, đẩy hai quả ngon xuống sau. Đấy là theo như tư vấn của bên em là như thế. Thì qua cái công việc này em chia sẻ anh em luôn. Với con gầm túc sừng này, ngày em sẽ tháo hết tất cả các cái bệ này xuống làm và kiểm tra cụ thể từng cái ốc cao su một, từng cái rô tin một lay lắc đâu vào đấy thì mới coi là cho một cái kết quả là sâu nhất và chuẩn nhất để làm một cái hệ thống gầm nhá. Còn như bác chủ cũng nói luôn là bốn quả dọc sau này bản thân bác chủ chạy cũng thấy là nó tròng trành và nó bồng bềnh rồi, có hiện tượng là yếu hết rồi, thì chắc chắn là không có gì thay đổi thì bác ấy sẽ vào bốn quả dọc sắc đầu tiên. Còn một số thứ cái là bác ấy bảo như là cao su này, bác bảo anh kiểm tra kỹ cho em, thì tất nhiên là bên em sẽ kiểm tra kỹ và những có cái hướng thay những cao su này để cho xe nó ngon nhất và đồng bộ nhất. Đấy, còn về mặt làm thì em sẽ tiết kiệm tất cả những cái chi phí gì
những cái gì mà nó còn dùng được cố gắng giữ lại cho anh em để tránh anh em thất thoát nhiều kinh tế liên quan đến xe. Phương châm là tiết kiệm là hàng đầu, làm bên em nó là như vậy. Còn cái gì không thể tiết kiệm được em cũng gọi anh em thống nhất cơ bản đâu đấy rồi mới cho anh em đụng dao đụng kéo, chứ không phải là thích là cứ làm đâu nhá. Thì qua đây hôm nay em chia sẻ anh em làm túc sơn này, và tiện đây bác muốn là em bảo dưỡng máy động cơ một số thứ, nhưng mà những cái vấn đề đấy tính sau. Về hệ thống động cơ điều hòa thì mình cứ chạy đã, mình làm phần gầm đã cho nó ngon, đâu đấy ok từng bệnh một, từng thứ một cho nó trình tự ngon rồi thì mình thích làm cái gì mình làm để mình đi lại cho nó ngon. Thì hôm nay làm việc như này và chia sẻ anh em như vậy đấy, một số cái công việc cho anh em biết. Với con này em nói luôn, hệ thống con này là hệ thống thức lái bằng thủy lực nhá. Đấy, nó sẽ có hiện tượng là nặng hơn lái hơn so với một số xe là chạy bằng điện nhá. Còn hệ thống lái này, con này bên em sẽ không sờ tới và chỉ kiểm tra thông tin thô táo, báo cáo tình hình có chủ, nếu cái gì nó kém thì thay thông tin thô táo thôi. Còn hệ thống lái bên em không sờ nhá, nói luôn anh em luôn, riêng hệ thống lái thủy lực này bên em không làm, bên em không sờ. Vì sao? Vì nó liên quan đến các cái đầu phớt thủy lực đấy. Thì chia sẻ các bác vậy, em phải làm việc đây. Chúc tất cả anh em vui vẻ nhá.